Xin chào mọi người, đây là quán bánh cuốn Hồng Kông trên đường Phạm Phú Thứ. Quán này mới mở hơn một năm các bạn. Đây là quán bánh cuốn rất là đặc biệt, làm bằng máy chứ không phải làm bằng bếp như chúng ta thường ăn. Hôm nay tôi sẽ đưa mọi người đến ăn thử cùng biết nhé. Thịt lập trong 3.000 này. Đây là con bình, không có ai cùng. Còn đây là lò thấp các bạn. Khoảng 1 phút xong là chín rồi. Đây cách làm bánh cuốn bằng máy nha các bạn. Có 3 khay. Cái máy này nhập ở Hồng Kông về các bạn. Chín rồi đó các bạn. Mình lấy cho hơi nước nó ra. Không, em mấy chị không quay tôm đâu. Giống như bánh cuốn vẫn ăn nhưng mà cách làm rất là khác, mà bột thì lấy từ Hồng Kông về luôn các bạn. Giờ là xong rồi đó các bạn, rất nhanh. Đem về các bạn. Nước tương này cũng nhà làm các bạn, nấu mười mấy tiếng á. Nước tương này mình làm sao vậy? À, nấu 6 tiếng các bạn. Cái nước tương này mình nấu cái gì? Đấy các bạn, đây hai phần mang về nha.
vậy đấy. Biết biết tiếng Hồng Kông. Không biết tiếng Anh luôn. Làm phiên dịch tiếng Anh thôi. Dịch tiếng Anh. Một bánh cuốn này nó khác bánh cuốn truyền thống hay sao em? Vậy bánh cuốn mình bán là có mấy loại nhân em? Có 3 loại nhân. Tôm, gà, cá. Tôm, gà, cá. Còn đây là không gian quán nha các bạn. Đây. Đây, nữ đầu bếp rồi các bạn. Đệ tử của Nhân Kim Cúc. Mua đem về nè. Tập cẩm các bạn. Cái đó là cái gì vậy chị? Gà. À, gà mình bạc nữa chị. Gà sắc lái. Đây là bánh cuốn có thịt gà nữa nè. Phải làm sao mình canh cái lượng bột cho vừa đủ bánh nữa. Giá rưỡi. À. Sao nãy chị nói bánh cuốn thịt cảm em ăn thử. Như vậy là mình là có hai chi nhánh, là một chi nhánh ở 82 Phạm Phú Thứ, chi nhánh thứ hai là 97 là Long Quân. 97 là Long Quân. Long Quân ở Tân Bình hay là quận 11. Quận 11. Đó là phường 1 nha. Nó hay đổ.
có bán nước mỏng á, mua em bỏ sỉ cho. Không phỏng này, phỏng kia, nấu sa tế cũng thì phỏng. Phỏng cái kia là phỏng gì chị? Sa tế á, nấu sa tế á. Nhưng hồi nãy chị nói phỏng cái kia là phỏng gì, phỏng chân hả? Đây là thác cáo sao điệp các bạn, tại quán Bánh Phú Hồng Kông. Bây giờ là mình rót nước tương ra đây nha các bạn. Xinh xinh các bạn. Một phần như vậy là có giá 35 các bạn. Cho các bạn xem menu nè. Đây. Tên quán